Dạ vâng, bếp ga Nhật tự động tắt lửa. Tắt lửa là khóa ga. Đấy là tính năng vô cùng an toàn một chiếc bếp Nhật mang lại. Và tất cả chúng ta đều đang làm quen với cái dòng bếp này. Rất là nhiều các bác khách hàng cũng đã dùng, từng dùng và đang dùng cái dòng sản phẩm bếp ga Nhật nội địa đều có đánh giá rất là cao về cái dòng bếp này. Về chất lượng cũng như là về tính năng của nó nha. Còn những bác mà chúng ta chưa trải nghiệm, chưa biết đến cái dòng bếp này thì ngay bây giờ chúng ta có đi qua cái video ngày hôm nay, chúng ta tiếp cận được dòng bếp này thì chúng ta nên vui lòng liên hệ cho em Linh Lan. Chào mừng tất cả các bác vào xem like xem video ngày hôm nay của em Linh Lan bếp ga Nhật nha. Vâng, chúng ta vào xem video thì cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ạ. Để kênh Linh Lan bếp ga Nhật để phát triển tốt hơn nữa, cập nhật những cái mẫu bếp mới nhất, chất lượng nhất đến cho cả nhà mình. Như em nói đầu video, tính năng của chiếc bếp Nhật đó là tự động tắt bếp, tự động khóa ga. Và cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta chủ động trong công việc nấu ăn. Đặc biệt đấy là cái việc mà chúng ta không bị cháy nồi, không bị cháy nổ và hỏa hoạn. Đôi khi những tình huống cháy nổ hỏa hoạn xảy ra sẽ khiến cho thiệt hại về vật chất, thiệt hại về con người, về kinh tế nha cả nhà nha. Chiếc bếp này thì ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác 3 mẫu. Một mẫu thứ nhất đó là cái dòng Zinai. Zinai dòng đơn giản nha các bác, đời cao đơn giản. Chiếc bếp thứ hai đó là cái dòng bếp kính phun chức năng với một đồng hồ thôi nhưng khả năng hẹn giờ cho cả ba bếp. Và chiếc bếp thứ ba, một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma với Paloma môi chè nha các bác. Đó. Và em sẽ đi chi tiết từng mẫu một cho cả nhà mình cùng tham khảo và chúng ta sẽ tìm cho mình một chiếc bếp gọi như là tuyệt vời nhất. Vâng, chiếc mã số L1. L1, một chiếc bếp mang thương hiệu Zinai với chức năng đơn giản nấu và nướng thôi ạ. Và chức năng này, con này thì nó là cái dòng bếp đời cao, đời 2022 với dòng mặt men màu ghi xám. Một cái chi tiết nữa đó là con này có ngắt cảm biến 3S ở bên bếp trái. Cái này dùng cho chiên rán và rang đồ khô. Bởi vì khi chúng ta chiên rán ở nhiệt độ dầu mỡ và rang đồ khô như lạc vừng thì cái nhiệt độ trong chảo nó rất là cao. Nó phải đạt đến cái mốc hơn 200 độ C. Lúc này thì bếp sẽ cảm biến nhiệt và nó tự động tắt, tự động khóa ga. Chúng ta muốn nấu thì chúng ta phải sử dụng cái nốt 3S này cho em. 3S tức là hủy chế độ cảm biến. Chúng ta tiếp tục chiên rán và rang đồ khô bằng việc điều chỉnh bằng cần gạt tay. Được chưa ạ? Đó là chức năng của chiếc bếp Nhật. Còn nếu trong trường hợp là chúng ta kho cá, kho thịt, nấu thức ăn thì nước ở trong nồi nó cạn đi thì ngay lập tức tim cảm biến ở giữa cái họng bếp này nó sẽ chạm đáy nồi, đo nhiệt độ đáy nồi. Và khi nhiệt độ đạt mốc 250 độ C trở lên thì bếp sẽ tự động tắt và tự động khóa ga. Rất là an toàn mà chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm chống hiện tượng rò rỉ ga ra ngoài. Chúng ta yên tâm khi có vô tình quên đi một cái chiếc nồi đang nấu ở trên bếp thì nó cũng không bị cháy nồi, không bị cháy nổ và hỏa hoạn xảy ra nữa. Đó là một đặc tính vô cùng quan trọng của dòng bếp Nhật. Zinai với mã số RT64ZH là một trong những model rất là tuyệt vời của dòng bếp ga Nhật. Được chưa ạ? Chiếc này thì đời sản xuất là 2022. Đấy. Bên trong họng bếp thì là dòng họng bếp nguyên bản nha cả nhà. Dòng họng bếp nguyên bản ạ. Được chưa ạ? Đó, họng bếp nguyên bản. Từ trong họng bếp đến nội thất của bên trong của nồi cũng như là cái lò nướng này nó lại hoàn toàn nguyên zin nha cả nhà nhá. Con này thì nhà em đã tháo mặt ra để quay nội thất cho khách hàng. Các bác khách yêu cầu là quay nội thất ở bên trong nhưng rõ ràng là con này bên trong thì chúng ta không phải bàn về nội thất. Nội thất nó quá tuyệt vời luôn cả nhà nhá. Nó không có một cái tác động phun sơn nào trong cái bề mặt của con này. Từ họng cho đến cái nội thất bên trong. Đấy, tháo ốc ra rồi. Chúng ta cùng quan sát một cái bếp Nhật nó nguyên bản nó như thế nào nhá. Đây, bên trong này, từ cái mái tôn cho đến ống ga, tức là gọi là đùi gà, và cho đến họng bếp, tất cả bó mạch đều là nguyên zin, chưa qua tác động phun sơn phủ bóng hay spa nào. Đấy, mở ra như thế này cho các bác xem ở bên trong của họng bếp. Đấy, với cái đùi gà này, cái ống ga này, chúng ta có thể điều chỉnh lửa to, lửa nhỏ,
Nếu như chúng ta biết cách và chúng ta tham khảo những video hướng dẫn thì chúng ta sẽ biết cách để điều chỉnh lửa to lửa nhỏ. Nhưng thông thường thì bên em sẽ để một cái mức độ lửa rất là vừa phải để chúng ta nấu, làm sao đó để cho chúng ta lửa nó không bị to quá, mà to quá nó thừa oxy. Thừa oxy thì nó sẽ bị đỏ lửa nha cả nhà. Còn nhỏ quá thì đôi khi nó lại lâu sôi đúng không ạ? Cho nên là bên em sẽ để ở một cái mức độ, cái nhiệt độ rất là vừa đủ để cho nấu làm sao nó chất lượng nhất. Đấy, bên trong này các bác xem, từ nội thất bên trong nó quá là tuyệt vời nhá. Không có phun sơn phủ bóng, hoàn toàn nguyên zin luôn. Một chiếc bếp nguyên bản như thế này đương nhiên giá thành của nó sẽ cao hơn so với những chiếc bếp đã qua spa. Đấy, vào đây. Chiếc bếp này là bên em đã tháo ra để cho các bác quan sát rồi. Bên trong họng bếp này, nó hoàn toàn nguyên zin nha cả nhà. Rất nguyên zin, không có một phun sơn gì. Đó. Nhưng mà cái chiếc bếp Nhật mà nó còn zin như thế này thì rõ ràng là nhiều bác rất là thích rồi. Thích cái dòng nguyên bản của nó đúng không ạ? Đôi khi các bác lại thích nó nguyên sơ, tức là chưa có qua tác động gì. Đấy, cái này đây. Việc còn lại là chúng ta vít vài cái ốc vào đây thôi là nó sẽ rất là vững chãi nha. Đấy, đây là cái cách mà bên em sẽ quay nội thất cho các bác khi mà các bác có nhu cầu quay nội thất. Một cái video ngày hôm nay thì em đã cho các bác xem nội thất của một chiếc bếp ga Nhật, bên trong nó như thế nào và cái tính nguyên bản của nó là ra sao, thì chúng ta đã được xem qua cái con L1 này, L1 Zinai, và song song với việc mà chúng ta đã tìm hiểu về hình thức và bên trong của chiếc bếp, thì em sẽ cho các bác xem về lửa của chiếc bếp này. Đó, rõ ràng là một cái chiếc bếp cực kỳ chất lượng, nhấn nhẹ thôi là lửa đã lên rồi. Đó, vừa là nguyên bản vừa là đời cao và hình thức bên ngoài rất là đẹp nữa. Màu sắc thì rất là nhã nhặn, màu sắc này thì nó không phải là màu sáng, nó là gam màu trung tính nhưng mà nó lại rất là sạch sẽ nha cả nhà. Nếu chúng ta ưa gam màu tối và chúng ta thích cái bếp nó sạch sẽ thì chúng ta chọn cái dòng cái màu này cho em này. Màu này hoặc là cái màu đen nhá. Màu này nó là cái màu xám đen. Màu xám đen, còn phía dưới là màu xanh đen. Đó là cái sự pha trộn cái màu sắc của cái bếp thôi. Người Nhật người ta làm như thế nào thì mình làm như thế đấy. Chiếc bếp đời 2022 tháng 11 năm 2022 với một cái ngọn lửa cháy cực kỳ là vừa vặn nha. Nhìn như thế này thôi nhưng mà đối với dòng bếp Nhật thì cái nhiệt của nó rất là lớn. Và khi chúng ta đặt nồi lên chúng ta mới cảm nhận được cái độ to của lửa. Đó. Và cảm biến nhiệt rất là nhạy ở chiếc bếp này. Chúng ta cùng đi xem cái ngọn lửa cũng như quá trình cảm biến nhiệt. Khi chúng ta đặt nồi lên chúng ta thấy được ngọn lửa của nó xanh, xanh ngắt luôn mọi người nhá. Cái việc mà cái lửa nó xanh như thế này thì đương nhiên nó sẽ đốt cháy hết cái tạp chất trong ga. Đó. Cho nên là lửa sẽ tiết kiệm được một cái lượng ga cho chúng ta. Nó tránh được cái trường hợp là nhọ nồi nó gây ra tốn ga. Đấy, nhọ nồi ở đáy nồi thì đương nhiên nó lại tốn ga hơn rồi. Và cảm biến nhiệt đã hoạt động rất là nhạy, khi mà nồi nóng thì lửa nhỏ đi. Đó là cái hoạt động của cảm biến nha cả nhà. Hoạt động của cảm biến. Và rõ ràng là một chiếc bếp mà nó xanh, nó đẹp như thế này đương nhiên là nó sẽ rất an toàn và nó siêu tiết kiệm ga. Tiết kiệm từ 25-30% ga so với một cái chiếc bếp bình thường mà chúng ta đang sử dụng ở nhà. Nó không phải là dòng bếp Nhật. Và đây chúng ta thấy là cảm biến đã nhỏ đi rồi các bác nhá. Vâng, chiếc bếp bên tay trái ngắt cảm biến rất là nhạy luôn. Nó đã đạt đến một cái mốc quy định thì nó sẽ tự động tắt. Và đối với chiếc bếp này, cái nồi này là cái nồi nhôm mỏng mới, cho nên quá trình cảm biến nhiệt của nó sẽ nhanh hơn so với những cái nồi mà chúng ta đang dùng ở nhà. À, chúng ta đang để dùng ở nhà, chúng ta nấu thức ăn, dùng thức ăn, bên trong có một cái lượng thức ăn và cái nồi nó dày, nó to hơn. Quá trình cảm biến nhiệt nó sẽ cần thời gian, khi mà nước nó cạn thì nó tắt bếp. Còn ở trên đây thì một cái nồi không có gì, thì quá trình cảm biến nhiệt của nó tiếp xúc với cái đáy nồi nhôm mỏng này thì sẽ nhanh hơn rất là nhiều, tiết kiệm thời gian theo dõi video của cả nhà. Chính vì thế mà nhà em sẽ chọn những cái chiếc nồi nó nhanh như thế này để chúng ta có thể xem được cái quá trình tắt bếp, khóa ga của nó như thế nào thôi ạ. Vâng, chiếc bếp bên tay trái của các bác đã ngắt cảm biến rồi. Và bây giờ thì em sẽ test luôn cái chức năng là khóa ga tự động cho các bác. Vâng, tắt bếp là khóa ga khi mà trường hợp nước cạn tắt bếp, giống như trường hợp mà bên trái em test cho các bác ấy, thì nó sẽ khóa ga đồng thời luôn các bác nhá. Cả hai tính năng này nó xảy ra cùng một lúc, đảm bảo tính chống cháy nồi, chống cháy nổ rất an toàn, ga không bị rò rỉ ra ngoài. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một cái thí nghiệm đã chứng minh cho cái việc cái tính năng an toàn của bếp. Nó hoàn toàn không phải qua lý thuyết nha các bác nhá. Không phải qua lý thuyết mà đây là thực hành. Thực hành để cho các bác thấy rõ là nó an toàn ở chỗ nào, nó tiết kiệm ở chỗ nào. Được chưa ạ? Đây,
bác thấy rất là rõ cái sự tiếp xúc lửa như thế này. Nếu như nó còn một cái hơi ga nào ở trong họng bếp thì ngay lập tức khi tiếp xúc với lửa thì nó đã bùng cháy rồi. Rất là nguy hiểm nha các bác nha. Đó là trong trường hợp mà khi chúng ta quên khóa ga và quên không tắt bếp, chỉ vô tình tiếp xúc với ngọn lửa thôi là nó đã bốc cháy, rất là nguy hiểm rồi. Nhưng trong trường hợp này, đối với chiếc bếp ga Nhật này thì nó đã khóa ga cực kỳ an toàn cho chúng ta. Đấy, cực kỳ an toàn. Và em đã test cho các bác từ hai bên bếp rồi, khóa ga rất an toàn. Đó. À, với cái tính năng này thì chúng ta chủ động được trong công việc nấu ăn, đặc biệt với chị em phụ nữ cũng như là đối với người cao tuổi nha các bác nha. Người cao tuổi thì chúng ta rất hay quên, và chị em phụ nữ cũng như vậy. Đôi khi đặt một cái nồi thức ăn trên bếp nhưng cũng không nghĩ rằng là mình đang nấu ăn. Và đến khi và phát hiện ra cái việc cháy nồi thì nó muộn rồi. Nó đã làm hỏng mất một chiếc nồi rồi. Và cũng như là có trường hợp thì nó đã lan tỏa lửa ra khắp nhà rồi. Đấy, đấy là cái trường hợp nguy hiểm nha. Đấy, chúng ta khi mà không biết thì thôi, nhưng khi mà chúng ta đã biết rồi, đã tiếp cận được cái dòng bếp này rồi thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không thích dùng những chiếc bếp khác nữa, bởi một cái tính năng rất nhạy, rất an toàn và siêu tiết kiệm của dòng bếp này. Chiếc bếp Zinai mã số L1 ngày hôm nay em bán cho các bác giá 3.200.000 đồng. Một chiếc bếp nguyên bản đời cao, lửa đẹp xuất sắc, cảm biến siêu nhạy luôn mọi người nhá. Được chưa ạ? Đó, lửa xanh bát ngát cho em luôn. Không thể đẹp hơn với một cái dòng bếp đơn giản đời cao như thế này. Đó, sở hữu luôn cái tính năng nguyên bản L1 3.200.000 đồng. Em quay sang một mã số L2 ngày hôm nay giới thiệu tiếp cho các bác một sản phẩm của dòng Zinai. Sản phẩm này là một trong những cái dòng mặt kính, mặt kính chấm bi rất là nổi. Một màu đen chấm bi rất là nổi trên nền kính nha cả nhà. Quay như thế này để các bác thấy cái mặt kính của nó đẹp tuyệt vời luôn. Mặt kính này rất là mới, chưa có bị xây xước, chưa có bị gọi như là vết xước hay là vết lông chó lông mèo nào. Nó sáng bóng luôn cả nhà nhá. Cái này mà em, đây là em chưa lau, chứ em lau đi thì nó sáng trưng luôn. Một cái mặt kính sáng trưng luôn. Và con này sở hữu một bộ tét lửa của nó bằng đồng nguyên khối nữa. Đấy, đồng nguyên khối thì các bác biết đấy, khả năng chịu nhiệt siêu tốt cũng như là độ bền vĩnh cửu. Với cái cặp chia lửa này thì rất nhiều khách hàng tin dùng cái dòng chia lửa như thế này. Bác thấy quan sát thì cái bộ họng, bộ tét lửa đồng chưa ạ? Đẹp tuyệt vời nha cả nhà nha. Quá đẹp cho một chiếc bếp này. Chiếc bếp mặt kính. Vâng, em đang quan sát xem con này có phải là nguyên bản không. Vâng, một chiếc bếp nguyên bản của dòng Zinai. Đó, một chiếc bếp nguyên bản của dòng Zinai mặt kính. Chiếc này thì rõ ràng là nó thuộc cái tính nguyên bản nên giá thành của nó sẽ cao hơn rồi. Đó, nguyên bản mặt kính đời 2009, nồi đồng cối đá nha cả nhà. Với cái dòng bếp mà đời sâu như nó không phải là đời cao nhưng nó tuyệt vời là bền, siêu bền luôn. Đặc biệt con này em mà nối ga thì các bác không thể chê vào đâu được cái ngọn lửa của nó. Ngọn lửa của nó xuất sắc cho cái chiếc bếp mặt kính vừa đẹp vừa nguyên bản. Được chưa ạ? Ôi trời ơi, quá đẹp luôn cả nhà nhé. Quá đẹp, quá xuất sắc với chiếc bếp nguyên bản này. Vừa là mặt kính, vừa là nguyên bản. Nó cũng giống như cái tính nguyên bản của con Zinai bên này. Đấy, các bác quan sát bên trong chưa có hề có tác động phun sơn phủ bóng. Và các bác đã từng được xem nội thất của chiếc bếp Zinai ở bên cạnh rồi. Các bác vừa xem xong nội thất của chiếc bếp này rồi. Quay sang chiếc bếp này thì chúng ta hình dung cái nội thất của nó cũng đẹp như cái nội thất của chiếc bếp này. Và cái họng bếp của nó này. Đấy, chưa hề có dấu hiệu phun sơn phủ bóng. Đấy, nó sạm nám qua quá trình sử dụng, nó có dấu hiệu sạm nám đi, nhưng nó là dòng nguyên bản, chưa có tác động. Chính vì thế con này rất là có giá trị. Phun chức năng ở bếp trái có 3S, bếp phải có chọn nhiệt độ chín rán, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ cho bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Một chiếc bếp đời không cao nhưng lại là nồi đồng cối đá, xung quanh được bao viền thép mạ men. Được chưa? Thép mạ một cái lớp men chịu nhiệt ở bên ngoài, lớp men chống rỉ chống sét ở bên ngoài. Lớp men này thì nó không có bị rỉ sét đâu cả nhà nhá. Để phun một cái lớp sơn men như thế này để nó chống rỉ chống sét và nó ôm lấy cái mặt kính rất là vững chãi, gia cố cho cái bề mặt mặt kính được bền hơn, chắc hơn nha cả nhà. Một chiếc bếp Zinai quá là đẹp luôn với dòng nguyên bản. Con này em đang bán giá 4.200.000 đồng. 4.200.000 cho một chiếc bếp Zinai nguyên bản. Phun chức năng đồng hồ hẹn giờ lò nướng, đồng hồ hẹn giờ cho cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Và đặc biệt con này có một tầng lửa thôi ạ, một tầng lửa thôi, mọi người lưu ý cho em nhé. Một tầng lửa thôi. Đó. Con này có một tầng lửa thôi, nhưng lửa cực kỳ là đẹp luôn. Đấy.
trên mặt của nó là có 3 vạch lửa, nó sẽ giúp cho quá trình nướng được nhiều, tăng nhiệt cho lò nướng. Lò nướng thì nguyên bản rồi nên là yên tâm, không có bị phun sơn gì hết, nên không có độc hại gì hết các bác nhá. Nguyên zin của nó 4,2 triệu cho một chiếc bếp kính nguyên bản thì quá là tuyệt vời quá nhá. Các bác có thể vui lòng kết nối Zalo với em. Một chiếc thứ ba ngày hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái model 340 của dòng Paloma môi trẻ. Và chiếc này thì em thực sự là rất là thích cái mẫu như thế này, bởi vì sao? Nó vừa là phun chức năng, vừa đồng hồ hẹn giờ cho cả ba bếp hai tầng lửa, rất là đầy đủ, và lò nướng cực kỳ là rộng. Đấy. Lò nướng rất là rộng, rất là sâu cho em. Được chưa ạ? Rộng như thế này thì inox Nhật này, nó càng dùng càng bóng, càng dùng càng đẹp. Và cái inox của Nhật thì chúng ta để ý là nó không sáng trưng như là inox của Việt Nam, nó không có màu sắc, màu sáng như inox của Việt Nam đâu, nhưng mà nó lại càng dùng càng bóng. Đấy là cái inox của Nhật rất là thích. Đó, với cái lò nướng này thì chúng ta có thể nướng thịt, nướng cá, nướng hải sản, nướng đồ khô hay là nướng rau củ quả vân vân. Rất là nhiều món, nem. Rồi là đặc biệt là khi có khách đến nhà, chúng ta chỉ cho vài con mực khô vào đây thôi, hay cá khô, hay là chúng ta nướng cái nem thôi, rất là tiện lợi nha. Không tiếp xúc với lửa mà nó sẽ chín bằng nhiệt, rất là an toàn. Ở phía trên thì là mặt men rồi, mặt men láng mịn cho em này. Đấy, rất là nhố kim tuyến, rất là đẹp, tuyệt vời cho chiếc bếp Paloma. Đấy. Và con này thì giá thành của nó rất là đơn giản thôi, con này chỉ có 3,2 triệu thôi. Tết lửa hoàn toàn là đồng nguyên khối này. Đấy, đồng nguyên khối. Rất nhiều bác thích cái đồng này vì cái độ bền vĩnh cửu của nó nha. Đặc biệt thì chiếc này, vâng, chiếc này nó là bộ kiềng của nó là kiềng inox. Đấy, nếu như em tặng cho các bác bộ kiềng inox này, và con này có giá thành là 3,4 triệu cho một chiếc Paloma 340 với một bộ kiềng inox như thế này. Được chưa ạ? Bộ kiềng inox siêu bền, siêu chắc chắn và rất là sáng bóng đẹp, chịu nhiệt tốt. Đó. Cái kiềng inox này thì nó không hay bị dỉ sét, nó không hay bị bong chóc, mà nó sẽ rất là bền. Chính vì thế mà các bác rất là thích cái dòng này đấy ạ. Một chiếc bếp Paloma 340 với phun chức năng này, kiềng inox này, mà giá thành chỉ có 3,4 triệu thôi. Các bác hãy nhanh tay sở hữu chiếc L3 này cho em. Mặt trên của nó mặt men láng mịn vì cái màu, từ cái ánh kim, từ cái nhũ nhá, từ cái nhũ của nó cũng láng mịn luôn này. Các bác thấy không ạ? Quay như thế này để các bác thấy nha. Đó, láng mịn luôn, đẹp tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Rồi, một chiếc bếp Paloma với phun chức năng, chế độ chọn nhiệt độ nấu cơm cháo, chế độ 3S, đồng hồ hẹn giờ cho cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Con này nó rơi vào đời chung đời 2014, một cái đời rất là đẹp luôn đối với dòng Paloma 340. Rất là đẹp đấy cả nhà. Chiếc này thì em đang để cho cả nhà giá 3,4 triệu với một cặp kiềng inox như thế này. Rất tuyệt vời nha cả nhà. Cái này thì dùng cực kỳ bền luôn. Riêng cái dòng Paloma 340 này, khi mà nó mới ra đời thì nó làm mưa làm gió trên thị trường bếp ga Nhật. Riêng cái dòng Paloma 340 này, bởi vì sao? Lúc đó thì một cái con bếp mà nó lại vừa hoàn hảo mà nó lại rất tuyệt vời, một cái lò nướng rất là rộng, cũng như là lửa cực kỳ đẹp luôn, quá trình cảm biến nhiệt thì nhạy, thì rõ ràng nó sẽ làm mưa làm gió trên thị trường bếp ga Nhật rồi. Đấy, bên trên mặt con này, riêng cái con Paloma 340 thì mặt của nó láng mịn mà đẹp tuyệt vời luôn. Chính vì thế mà con này các bác phải tranh thủ chốt đơn cho em nhé. Chốt đơn cho em mã số L3 ngày hôm nay với giá tiền 3,4 triệu. Vâng, các bác quan tâm đến 3 mã mẫu bếp ngày hôm nay với chiếc Zinai nguyên bản này, L1 này, chiếc L2 cũng làm bếp kính nguyên bản này, và chiếc L3 là một chiếc 340 VKA, thì chúng ta vui lòng chụp màn hình lại giúp em nha. Liên hệ lại cho em theo số Zalo để chạy dọc suốt hành trình video. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi video trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.